Trong thiền, chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giác, Sa Thu Lành Thầy, kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Và hôm nay dạ Nam mô Bụt Thầy Giác, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Tế Siêu giảng giải. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy ạ, kính thưa đại chúng tôi siêu. Đại lễ chư Đức Thánh Cha Hội Phật Tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay có một tựa đề rất là đặc biệt so với những bài kinh khác. Và ý nghĩa của bài kinh chúng tôi rất là đặc biệt. Tựa đề bài kinh ngày hôm nay là Nhất Giả Hiền Giả, hay là kinh Nhất Giả Hiền. Kinh Nhất Giả Hiền Giả là một cái cụm từ dịch từ Phạn ngữ Phatakarata. Chúng ta dịch theo nghĩa đen, tức là bậc hiền trí của một đêm. Và cái bản dịch này kể ra, cụm từ này được các nhiều học giả giải thích với nhiều ý nghĩa khác nhau. Phát đá là bậc hiền trí, ê cá là một, rách đá là một đêm. Đây là một cái cách dùng chữ có tính cách tỷ giáo, giống như ở trong chữ Hán chúng ta có câu nói rằng là đồng quân nhất giả thoại, độc thắng thập điên thư. Một đêm mà nói chuyện cùng bạn tri kỷ mà người có hiểu biết thì hơn cả 10 năm đọc sách. Theo nhà Bô Lý thì có lẽ Đức Phật Ngài đã tạo nên cái cụm từ này, cũng như rất là nhiều lần Đức Phật có cách nói tỉ giảo tương tự mà chúng ta nghe là 100 năm đó. Sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày không thấy pháp sanh diệt. Thì thưa quý vị, bài kệ này, ý nghĩa của bài kinh này được Đức Phật Ngài nêu ra trong một cái ý nghĩa là một người sống, thật sự sống thì do một đêm thôi, thì điều đó nó vẫn có giá trị hơn cả 100 năm sống như cuộc đời này. Và sống một đêm là một đời sống mà quá khứ không truy tầm, tương lai không vọng tưởng, hiện tại chính là đây. Bài kể là bài kể rất thí, là rất là thú vị, bởi vì đây là một câu thoại đầu của những người tu tập thiền quán Vipassana. Nhưng mà làm thế nào gọi là sống trong hiện tại? Đôi khi chúng ta có quan niệm rằng sống trong hiện tại có nghĩa là mình ăn, mình nói, mình đi, mình đứng, mình sống trong hiện tại. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã có giải về cái sự sống trong hiện tại rất là khác với cái nhìn bình thường. Thì thứ gì trong bài kinh ngày hôm nay không có dài, nhưng mà chính Đức Thế Tôn Ngài cũng phân ra hai phần. Một phần mang tính cách là yếu lực, chúng ta cũng nói là cô động bằng một bài kệ, và một phần nữa gọi là giảng giải rộng. Ở trong bài kinh này nói đến biệt thuyết và tổng thuyết. Chúng ta thì không nghĩ rằng cái chữ biệt thuyết và tổng thuyết nó có nó chính xác để dịch ở đây. Tại đây chúng ta chỉ muốn nói rằng nói một cách rất là hàm súc và nói một cách rộng rãi, đó là hai cách nói khác nhau. Bây giờ thì cũng xin thưa rằng sau bài kinh này chúng ta có thêm ba bài kinh khác nữa,
cũng đi chung quanh đề tài nhất dạ hiền, một đề tài rất là lợi lạc và rất là thú vị. Nhưng mà chúng ta sẽ nói thêm về những bài kinh khác ngày, trong những ngày sắp tới. Nhưng mà riêng ngày hôm nay thì xin tất cả chúng ta lắng nghe trước. Và sau đó thì cung trình Thượng Tọa Từ Siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Mời cô lắng nghe quý. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giáo Sư Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 131, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Phát Đề Karata Sutta, phân đoạn 1129 đến 1130. Phát Đề Karata là cụm từ khiến các dịch giả khổ tâm tìm ý nghĩa chính xác. Nghĩa đen của mệnh đề này là bậc trí của một đêm. Đó là cách nói mang tính tỷ giảo, như câu đồng quân nhất dạ thoại thắng độc thập niên thư. Trong lời dạy về sự quán chiếu thực tại của một vị tu tập minh sát, không hoài niệm, mong cầu hay dự phóng về cái tôi, mà chỉ thấy tất cả là hiện tượng kết cấu của pháp hữu vi luân sanh diệt. Nhận thức này không còn trong giai đoạn thực tập, mà trở thành tâm thái tự nhiên của một người thật sự thấy và biết. 1129, lời kinh cô đọng. Đức Thế Tôn đã mô tả tâm thái của một bậc thành tựu tuệ quán với ý nghĩa hàm xúc qua một bài kệ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi Chaitawana tại tỉnh xá ông Anathapindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng và Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông nhất dạ hiền giả, phát đề các ta tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ thuyết giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Quá khứ truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. 1130, ý nghĩa quảng diễn. Rồi bậc đạo sư giảng dạy rộng rãi và chính xác ý nghĩa của bài kệ. Và này các tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi, vân vân. Như vậy là hành của tôi, vân vân. Như vậy là thích của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là không truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi, vân vân, là hành của tôi, vân vân. Như vậy là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là ước vọng trong tương lai.
Và này các tỷ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng vân vân, sẽ là hành vân vân, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến các bậc, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành, hay vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ vân vân, không quán tưởng vân vân, không quán hành vân vân, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các đệ tỷ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được, với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Chính duyên ở đây mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy quan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Nam mô Bụt Thầy Giáp, chánh phần đến đây là chấm dứt, chúng còn cung thỉnh Thiện Tòa Tề Siêu, Tỳ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức thân, chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Phát Đề Cà Đạt Tát Sutta, được dịch cái tựa đề là nhất kinh nhất dạ hiền giả.
Và trước khi trình bày về cái ý nghĩa của bài kinh này, thì chúng tôi cũng xin nói qua về cái danh từ Phật Đề Ca Arata. Và có một từ nữa là ở cuối bài kệ đó, khi mà dịch là xứng gọi nhất dạ hiền, bậc yên, bậc an tịnh trầm lặng. Dịch cái cách đó thì cái nghĩa đó khác đi, nó khác đi với nguyên văn. Chúng tôi sẽ giải thích hai cái điểm này trước. Ở đây thưa quý vị, trước tiên chúng ta tách rời hai từ Phát Đá và Ekarata. Chữ Ekarata đúng là một đêm, nhất dạ là một đêm. Nhưng mà chữ Phát Đá ở đây nó có cái nghĩa của một danh từ, nghĩa một tính từ, xin lỗi quý vị, nghĩa một tính từ chứ không phải là nghĩa của một danh từ, không phải là vị hiền giả, không phải chỉ cho một vị tỳ kheo. Mà chữ Phát Đá ở đây nó là một tính từ. Sở dĩ chúng ta nói như vậy đó là bởi vì ở trong tiếng Pali một danh từ nếu có samasa, tức là hợp thể ghép chung với một danh từ khác, thì nó chỉ là kamathariya samasa, tức là đồng, nó không thể là đồng trạng, mà nó phải là sapurisa samasa. Thí dụ như Phupa Lassa Puto, tức là con trai của nhà vua, thì khi ghép chung là Phupa Lassa Puto Renyo Puto Rajaputo, thì khi mà nói là Rajaputo thì hai từ chưa ra chát là Renyo chia theo sở thủ cách, nó mới ghép được với chữ Puto, chứ không thể nào là Phupalo, không thể là Phupalo Puto. Cho nên ở đây cái trường hợp mà ra chất của tô đó là một danh từ, một danh từ ghép mình gọi là sapuriso sapurisa samasa. Chúng ta gọi là một danh từ ghép.
tương thụ. Nghĩa là cái danh từ phía trước nó phải xài ngữ cách khác với danh từ ở phía sau. Còn trường hợp danh từ, trường hợp tiếng tĩnh từ thì nó có thể ghép ở phía sau được. Thí dụ như Sê Tô Hắc Thi là con voi, là bạch tượng, là con voi trắng, thì người ta nói là Sê Tắc Bút Tô, thì nó đồng trạng được, đồng tánh, đồng cách, đồng số với danh từ phía sau được. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy vì ở trong chú giải, khi mà giải thích cái chữ Phát Đề Karato thì được giải thích là Phát Đô E Karato Asati, Phát Đề Karato. Như vậy thì chữ Phát Đô E Karato nó đồng trạng, vì là đồng trạng nghĩa là đồng tánh, đồng cách, đồng số. Đồng là nam tánh, đồng là số ít, đồng là chủ cách. Do đó cho nên chữ Phát Đô, chữ Phát Đá lúc bây giờ phải hiểu như là một danh từ, như là một tĩnh từ, xin lỗi quý vị, như là một tĩnh từ của danh từ Ekarato. Ở đây có 2 đến 2 lần Phát Đà Cát Sát Ekaratát Sát cũng là đồng trạng, nó là sở thuộc cách cả. Và Phát Đô Ekarato cũng là đồng trạng, bởi vì cũng là chủ cách hết. Không thể nào hai danh từ ghép với nhau mà là đồng trạng. Hai danh từ không thể là đồng trạng. Cũng như là Rajá là một danh từ, Rajasaputo, Rajasá là sở thủ cách, Puto là chủ cách, Rajasaputo thành Rajaputo là hoàng tử, là con trai của vua. Thì danh từ nó phải tương thuộc, nó phải là được ghép theo cái phương pháp gọi là tương thuộc, chứ không thể là đồng trạng Kamatharaya. Vì thế cho nên ở đây cái danh từ gọi là, cái cụm từ gọi là Phát Đề Karata cần phải hiểu chữ Phát Đá ở đây tức là cái sự tốt đẹp. Cái sự tốt đẹp, cái sự tuyệt hảo. Mà thế nào gọi là một đêm tốt đẹp hay là một đêm tuyệt hảo? Ở đây phải dịch là nhất dạ hảo. Theo chúng tôi dịch là nhất dạ hảo. Là tại sao vậy? Là bởi vì ở đây được giải thích cho cái từ này có nghĩa là Vipassana Nút Yoga Samana Gata Samana Gatata Phát Đà Cát Sát E Cát Ratát Sát. Tức là ở đây cái bài kinh này nói về một đêm tốt lành. Thành tựu sự công phu thiền quán. Một đêm tốt lành, thành tựu sự công phu thiền quán. Công phu thiền quán là đều Vipassana Nút Yoga Samana Gatasta, tức là cái sự thành tựu.
Do đó ở đây theo chúng tôi thì bài kinh này là Đức Phật Ngài giảng cho các vị tỳ kheo nghe về cái cách tu tập một đêm tốt đẹp, tức là một đêm thực hành thiền quán. Và trước khi giảng bài học này thì chúng tôi cũng nói thêm cái từ ngữ thứ hai ở trong cái câu kệ thứ hai được dịch cái câu hai câu chót của bài kệ đó: xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Chúng ta nghe như vậy đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái chữ nhất dạ hiền gọi là bậc an tịnh trầm lặng. Bậc an tịnh trầm lặng được gọi là nhất dạ hiền. Dịch như vậy đọc thì nghe nó cũng xu tay lắm thưa quý vị. Nhưng mà khổ nổi là ở trong cái văn bản Tăng Quê Phát Đề Cà Rà Tô, Phát Đề Cà Rà Tô, Tăng Quê Phát Đề Cà Rà Tô Tí Santo A Chích Tê Muni, A Chích Tê ở đây là một động từ, là A Chích Tí. Còn Santo Muni là bậc Môn Ni an tịnh. Bậc Môn Ni ở đây là gì? Không thể dịch là bậc trầm lặng được, vì ở trong chú giải, nếu mà bây giờ quý vị nói chúng tôi rằng là hãy bỏ chú giải đi thì như vậy là chúng tôi không còn gì để nói. Còn ở đây nếu chúng ta cũng biết tôn trọng chú giải chúng ta thì chúng ta hãy nghe trong cái chỗ này. Cái chữ Santo Achikate Mundi, vì ở trong cái dung lượng của câu kệ không có cho phép nói nhiều, do đó mới nói rằng tôi muốn đi thôi, chớ ở trong này nói rằng Santo Buddha muốn đi à chích thì Phật Đề Cà Rà Tô à danh tí. Đức Phật Môn Ni, Đức Phật Môn Ni bậc an tịnh các tham ái vô vật, thuyết lên cái pháp nhất dạ hảo này. Như vậy thì gọi là bậc an tịnh trầm lặng, nhưng bỏ mất cái động từ đó đi. Cho nên theo trong câu này đó thì Đức Phật Ngài kết luận sau khi Ngài đã tổng thuyết bằng một bài kệ: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Bậc an tịnh Muni đã
thuyết nhất giả hảo, hay là đã thuyết nhất giả hiền. Ngài thuyết cái pháp là nhất giả hiền, nhất giả hảo đó, là ngài thuyết như vậy đó. Và cái bậc An Tịnh Môn Ni ở đây, bậc Môn Ni ở đây là chỉ cho Phút Thấp Môn Ni, tức là Đức Phật Thích Ca Môn Ni, Đức Phật Thích Ca Môn Ni. Ngài đã tự đối lên như thế. Thì như vậy, ở trong cái bài kệ này, trong cái bài kinh này có hai chỗ mà theo chúng tôi là chúng ta cần phải hiểu đích lại cho nó phù hợp với cái ngữ cảnh Pali. Và bây giờ thì chúng ta trở lại cũng còn thêm một điểm nữa thưa quý vị. Chắc có lẽ chúng tôi phải nói luôn cái điểm này. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp nhất giả hảo, pháp đề ca ra tá, tổng thuyết và biệt thuyết. Khi nãy trong đời dẫn nhập, Thượng Tọa Vân Đẳng cũng lưu ý cái chỗ tổng thuyết và biệt thuyết. Tổng thuyết thì có thể xài được, là bởi vì chữ Uddesa, chữ Uddesa ở đây đó, tức là tổng quát. Nhưng mà chữ Vipanga ở trong này có nghĩa là cái sự phân tích, sự phân tích. Chữ biệt thuyết thì nó không có nằm ở trong cái nghĩa này. Làm hai phần, cái phần đầu là Đức Phật ngài thuyết tổng lược, đến cái phần sau ngài mới phân tích chi tiết. Phần đầu ngài thuyết bài kệ thì gọi là tổng lược, thuyết tổng lược gọi là Uddesa Desiti. Và cái phần sau đó là Đức Phật ngài mới thuyết phân tích chi tiết, vi phân găng đi xì tí. Cho nên cái chỗ này chúng tôi đề nghị là chúng ta nên lưu ý ở chỗ là cái chữ biệt thuyết là chúng ta phải sửa lại. Là phân tích. Như vậy thì ở trong về từ ngữ thì ở trong bài kinh này chúng ta có ba điểm mà chúng ta cần phải nói cho rõ ràng. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Bài kinh ngày hôm nay thì ngắn chứ không có dài. Nhưng mà trong bài kinh này có ý nghĩa rất quan trọng về thiền minh sát, về cái sự công phu tu tập. Chỉ một đêm thôi mà nỗ lực tu tập tuệ quán thì cái đêm đó được gọi là Phát Đê Ca Ra Tát, là một đêm đáng giá, một đêm xứng đáng. Cũng như Phật ngài thuyết cái câu dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt,
tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Dù sống cả trăm năm không giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới có thiền định. Như vậy thì một ngày của người có tu tập giới và tu tập thiền định, dù một ngày vẫn tốt hơn, cao quý hơn là sống cả trăm năm mà không có biết giữ giới, không có tu tập thiền định. Thì quý vị, đêm nào cũng ngủ nghỉ thì trong suốt cả đời của chúng ta bao nhiêu ngày tháng năm thường, nhưng mà có một đêm mà nỗ lực tu tập tuệ quán minh sát thì minh sát, thì một đêm đó được gọi là phát đê cát ra tắt, là một đêm lành mạnh, là một đêm tốt đẹp, là một đêm tuyệt hảo. Và cái cách tu tập tuệ quán đó thì có chánh niệm ngay trong hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, nhưng quá khứ đã diệt mất, tương lai lại chưa đến. Hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Như Đức Phật có dạy rằng là này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vào buổi tối quan sát rằng thân này thật mỏng manh, sự chết sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Một ngọn gió độc có thể làm cho ta chết. Vật thực ăn buổi sáng, vật thực độc có thể làm cho ta chết đêm nay. Loài bò sát, rắn rết có thể cắn làm cho ta chết. Ta không thể té ngã mà chết. Kẻ đối nghịch có thể xâm hại ta chết được. Và nếu như trong đêm nay ta chết với tâm tư còn bị ô nhiễm bởi tham sân si, thời như vậy cái chết này nó bất lợi cho ta. Sau khi nghĩ như vậy, vị tỳ kheo nên sống tỉnh thức và đoạn trừ phiền não tham sân si ngay trong đêm đó. Nếu sáng thức dậy mà còn sống thì cứ tiếp tục suy quán mình. Ngày hôm nay một ngọn gió độc có thể làm ta chết được,
nếu Phật thực ăn vào có thể làm ta chết được, ta có thể bị té ngã mà chết, ta có thể bị rắn rết cắn chết, kẻ đối lập, kẻ đối nghịch có thể giết hại làm ta chết được. Nếu trong ngày hôm nay ta chết trong trạng thái còn ô nhiễm tâm sân si thì như vậy thì bất lợi cho ta ở trong tương lai. Cho nên cái cách quán niệm sự chết là ngay trong ngày và ngay trong đêm đó, thì cái ý nó cũng giống như là một đêm mà tu tập công phu thiền định minh sát, thì một đêm đó được gọi là phát đề karata, tức là một đêm an lành, một đêm tốt đẹp. Thì ở trong bài kệ này Đức Phật này dạy đại khái như vậy đó. Còn bây giờ khi mà Ngài phân tích đó, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong cái phần tu tập minh sát, Đức Phật đã dạy ba vấn đề. Khi mà tu tập minh sát là chỉ sống trong hiện tại với chánh niệm tỉnh giác, không có nghĩ suy về quá khứ, cũng không có nghĩ suy về tương lai. Cái gọi là nghĩ suy về quá khứ, nghĩ suy về tương lai nó có nghĩa gì? Một người mà truy tìm quá khứ là vẽ suy nghĩ, đây là sắc của ta trong quá khứ, đây là thọ của ta trong quá khứ, đây là tưởng của ta trong quá khứ, đây là hành của ta trong quá khứ, đây là thức của ta trong quá khứ. Và truy tìm trong cái sự hân hoan về quá khứ như vậy, này các tỳ kheo, đây gọi là truy tìm quá khứ. Rõ ràng là ở đây khi nào mà một người đang cố gắng tìm tòi ở quá khứ, kiếp trước, ta có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì cái đó gọi là truy tìm quá khứ. Nó khác với cái ý nghĩa là chúng ta nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta đã làm cái gì, đã nói lời gì, hôm nay chúng ta phản tỉnh lại. Nếu chúng ta xét thấy cái lời nói đã nói, hành động đã làm,
cái tư tưởng, ta suy nghĩ nó xấu hay là tốt, thiện hay là bất thiện, vân vân. Thì cái đó gọi là tu tập bát chánh với cái đó là phản tỉnh. Thì cái này nó không có dính dắt gì đến cái chuyện mà truy tìm về quá khứ. Cái chuyện quá khứ ở đây chúng ta phải hiểu là kiếp trước, và chuyện quá khứ là thấy được sắc thinh, sắc thọ tưởng hành thức. Một người không có hoan hỷ không có suy nghĩ về quá khứ để rồi hoan hỷ thì như vậy được gọi là người không có truy tìm quá khứ. Vấn đề thứ hai nữa là ước vọng ở tương lai. Cái điều này nó sẽ khác hơn là một người nghĩ đến cái mục đích tu tập mà mình sẽ đạt đến, mong đạt đến. Thí dụ một người tu tập có sự thiết tha, mong cầu giải thoát, thì cái này không gọi là sống ước vọng ở tương lai. Ước vọng ở tương lai ở đây Đức Phật Ngài giải thích như thế nào? Này các vị kheo, thế nào là ước vọng ở tương lai? Vì suy nghĩ rằng mong sắc quẩn của ta sẽ là như vậy trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan của ấy, mong rằng thọ quẩn của ta sẽ như vậy trong tương lai, tìm sự hân hoan trong đó, hay là mong rằng tưởng quẩn của ta như vậy, có như vậy trong tương lai, hành quẩn của ta có như vậy trong tương lai, thức quẩn của ta có như vậy trong tương lai. Thì như vậy cái này mới gọi là truy tìm ở là ước vọng của tương lai. Một người không có mong cái sự tái sanh ở tương lai, sắc thọ tưởng hành thức của ta trong tương lai sẽ là như vậy, sẽ là như vậy, thì như thế gọi là không ước vọng trong tương lai. Khi mà truy tìm được quá khứ và ước vọng ở tương lai thì Đức Phật là thuyết cách khác. Là một người đáng truy tìm ở quá khứ, sắc thọ tưởng hành thức của ta như thế nào, và một người ước vọng ở tương lai, mong ta có sắc thọ tưởng hình thức như vậy. Thì cái đó là Đức Phật Ngài giảng về quá khứ và vị lai. Còn đối với hiện tại thì Đức Phật Ngài dạy rằng một người tu tập, nếu là một kẻ vô phân phàm phu,
không đi đến bậc thánh, không thuần thục pháp bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, người đó nhận thấy sắc thọ tưởng hình thức là ta, là bản ngã. Thấy ta là sắc thọ tưởng hình thức, thấy trong sắc thọ tưởng hình thức có ta, hoặc là thấy trong ta có sắc thọ tưởng hình thức. Như vậy là ngay trong hiện tại là Đức Phật hành thuyết về một người chắc theo thân kiến, 20 thân kiến, thì như vậy là gọi là bị chi phối trong các pháp hiện tại. Còn một người sống trong hiện tại như là một vị đa văn đệ tử của Đức Phật, thường đi đến bậc thánh, bậc chân nhân, nên hiểu pháp, và vị này không có nhận thức sắc, không có quán thấy sắc thọ tưởng hình thức, là ta không có quán ta có sắc thọ tưởng hình thức, không có quán thấy trong ta có sắc thọ tưởng hình thức, không có quán thấy trong sắc thọ tưởng hình thức có ta. Thì như vậy ngay trong hiện tại, một vị mà công phu tu tập về tuệ quán là vị đó phải loại bỏ 20 cái thân kiến cây gia đình sắc ca với cái trí, không chấp thủ ngũ quẩn là ta, ta là ngũ quẩn, trong ngũ quẩn của ta, trong ta có ngũ quẩn. Còn đối với chuyện quá khứ, truy tầm là truy tầm ngũ quẩn như thế này, ngũ quẩn ở trong quá khứ của ta như thế này, hay là ước vọng ở tương lai là không có mong rằng trong tương lai tái sanh ta sẽ như thế này, như thế này. Nó khác với vị quán của hiện tại, chứ không phải là ba việc đó, quá khứ, vị lai và hiện tại đều là thân kiến hết. Thân kiến chỉ áp dụng trong trường hợp hiện tại thôi. Và ở đây thưa quý vị, tại sao một người tu tập công phu một đêm bằng cái tuệ quán minh sát thì cái sự tu tập đó trong một đêm, thì đêm này được gọi là phát đi các arata nhất dạ hiền hay là nhất dạ hảo, tại sao vậy? Là bởi vì
Trong khi một người đang mãi mê tìm về quá khứ, hay là đang mãi mê ước vọng ở tương lai, thì họ bỏ quên trong hiện tại, cái họ rơi vào cái tình trạng thân kiến. Và do đó nếu họ bệnh chung thì họ sẽ tái sinh vào những cảnh giới khổ đau. Cho nên bỏ quá khứ, bỏ ước vọng tương lai, chỉ sống trong hiện tại thôi. Vì vậy một đêm tu tập được gọi, đó được gọi là Phát Đề Căn Tát, tức là nhất giả hảo, một đêm tốt đẹp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Hơn nữa, chính do mỗi mỗi một con người chúng ta phàm phu vô văn, không hiểu biết pháp của bậc thánh, của bậc chân nhân, cho nên tất cả giết rồi chúng ta khổ. Quá khứ nó đã qua rồi mà lại đi truy tìm, xem quá khứ ngũ uẩn của mình có phải là như vậy không, hay là mơ ước, ước vào mỗi tương lai. Mong rằng cũng tương lai sẽ là như vậy, ta sẽ có thân tướng như vậy, rồi bị nó bị lôi cuốn. Một là lôi cuốn cái chuyện quá khứ, và hai lôi cuốn chuyện tương lai. Thế là người này không thoát khổ sinh già bệnh chết. Thì bây giờ Đức Phật là dạy, đối với ngay trong hiện tại cũng phải tu tập rốt ráo, tức là bỏ đi cái thân kiến, chứ không có chấp cả ở trong cái thân kiến. Sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn của ta, trong ta là sắc quẩn. Nếu một người nỗ lực tu tập như vậy thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả giải thoát. Đó là ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay mà chúng tôi xin giảng trình bày. Hồi sáng này lẽ ra đó, thì thưa quý vị, chúng tôi quán đổi với Thượng Tọa Nhất Đẳng. Bây giờ lớn tuổi rồi, hễ mà chúng tôi làm việc gì nửa trái chút xíu thì buổi tối chúng tôi rất là mệt. 12 giờ trưa là chúng tôi phải đi qua bên Cần Thơ để dạy cái lớp, xuống 4 tiếng chúng tôi dạy cho đến 5 giờ. Từ thơ về tới đây là 6 giờ rưỡi, là chúng tôi thấm mệt rồi. Rồi tối lại vào rung. Cho nên chắc có lẽ sau này những cái ngày chủ nhật mà chúng tôi đi giảng đó, đi dạy, thì ngày đó chúng tôi sẽ quán đổi với Thượng Tọa Đức Đẳng. Chúng tôi sẽ giảng ngày thứ hai, và Thượng Tọa giúp giùm cho giảng ngày chủ nhật. Nhưng mà chúng tôi lại quên đi. Về tới sau khi tắm rửa nghỉ ngơi chút, chúng tôi phải vội vã đi vào trong rung để thuyết giảng bài học. Gần
như là chúng tôi nói nó bị hết hơi, nó không phải là do cái đường nét của vận tốc, mà là do tự chúng tôi trục trặc nó hết hơi. Cho nên có lúc quý vị nghe, có lúc quý vị nghe quý vị thấy im lặng. Bây giờ thì xin cung trình thượng tọa Nhất Đẳng quan hỷ điều hợp cho bài học ngày hôm nay. Chương trình và quý vị Phật tử chúng ta được sẽ vô tiếng quá Nam Mô Bổn Thầy. Hôm nay chúng ta đặc biệt là thứ nhất là về phần mình đi vào đây, vào đây nghỉ nhất là nghỉ cho chúng ta cũng ba được năm được kinh nghiệm. Do vậy mai mốt ngày mai chúng ta sẽ trở lại sẽ nói kỹ được nghỉ được kinh nghiệm. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đang có đang đông đảo các vị giảng sư ở trung tâm nhân dịp này để tổ chức quan hệ này cho chúng ta cho thời gian thì chúng ta cùng nhau thảo luận với giáo trình mới như cái cả thế này trong năm mươi hai bài kinh với một kinh thì hôm nay chúng ta đã đi đến một cái bài kinh 131 và thời gian gần đây thì là có thêm đại đức tuệ tri vào những lần nữa cũng giúp đỡ. Dạ, không biết chư Tôn Đức và quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Dạ, bạch chư Tăng và thưa quý Phật tử, ý nghĩa của bài kinh Nhất Dạ Hiền, chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai, vào ngày mốt, bởi vì chúng ta còn ba bài kinh nữa cũng mang nội dung tương tự. Chúng ta sẽ đào sâu vào ý nghĩa này. Nhưng mà hôm nay thì nhân có mặt đông đảo chư Tăng, dạ đông đảo chư tăng các vị giảng sư tương đối đầy đủ thì cũng thỉnh chư tăng khoan hỷ dành ít thời giờ để chúng ta bàn về giáo trình mới. Như tất cả chúng ta đều thấy rằng hôm nay chúng ta đã đi đến bài kinh 131 trong số 152 bài kinh của Trung Bộ. Có vẻ chỉ vài bữa nữa là chúng ta đã hết Trung Bộ rồi. Và ở thời gian qua thì có đại đức Tuệ Tri có vào để phụ giúp để soạn thảo các bài học và cũng tổ chức lại cái công việc của ban điều hành. Vì vậy nếu mà chúng ta có được cái chúng ta có được một cái giáo trình chuẩn bị sớm đó thì có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng để có một giáo trình tốt cho cái phần sắp tới của chương trình giảng dạy sắp tới của rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Thì trước nhất xin được hỏi chư tăng, hỏi chư tội tự siêu và tất cả chư tăng, tội pháp đăng, tội tự quyền, tội pháp tân, để pháp tính, siêu thông, siêu tự tri là quý ngài có đồng ý để chúng ta dành thời giờ của ngày hôm nay để bàn thảo về về giáo trình sắp tới không, giáo trình sau Trung Bộ Công Kinh không? Nếu mà quý ngài quý vị đồng ý thì xin khoan hỷ cho biết. Dạ tốt, cảm ơn sư tọa trì quyền tuệ quyền. Dạ được. Không biết sư tọa Hóc Đăng, sư tọa Hóc Tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu sư tọa Hóc Đăng đang, dạ
là Đức Phật tính. Siêu Nguyên Thông có nghe được không? Dạ, Sư Lộc đang có mặt. Dạ. Còn là truyền tội Pháp Tân, hy vọng Sư Lộc Pháp Tân nghe được. Dạ, Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, quả thật thì giáo trình Trung Bộ Kinh là một giáo trình rất là lợi lạc cho chúng ta. Bởi vì giáo trình này là gồm những cái bài kinh mà có cái thời lượng rất là thích hợp với rung Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Đồng thời trong cái nội dung của đa số các bài kinh thì trực tiếp đi vào đời sống tu tập. Không có quá dài về lượng như là Trường Bộ Kinh, và không có nhiều cái ý nghĩa mà đôi khi chúng ta phải đi từng phần một như là kinh Phúng Tụng hay kinh Thập Thượng của Bộ Kinh. Thì trước đây chúng ta có một cái giáo trình, đó giáo trình Tăng Chi Bộ. Và giáo trình Tăng Chi Bộ thì tính theo chi pháp như một pháp, hai pháp, ba pháp, pháp số. Thì các bài kinh có kinh ngắn, kinh dài. Nhưng mà rồi qua Trung Bộ Kinh thì chúng ta đi vào một cái giáo trình tương đối rất là thoải mái hơn. Thì hôm nay cũng kính thỉnh Chư Tăng Khoan Hỷ cho biết về ba điểm. Điều thứ nhất là quý ngài muốn, và quý ngài muốn lựa chọn cái bài kinh nào, và bộ kinh nào để làm cái giáo trình tiếp theo Trung Bộ Kinh. Và điều thứ hai đó là cái phương thức trình bày mà chúng ta đã trải qua thời gian Trường Bộ và Trung Bộ đó, thì chúng ta có nên giữ lại cái mô thức kiểu đó hay là chúng ta nên đổi cách đi. Và điều thứ ba đó là chúng ta có cần khóa chuyển thay đổi gì về cái lịch thuyết giảng và lịch sinh hoạt của Chư Tăng ở trong rung như thế nào không. Thì trước nhất có một lần không biết là hiểu có sai thượng tọa Tuệ Siêu hay không, đó là giáo trình Trung Bộ Kinh thì có nhiều lợi lạc. Nếu chúng ta hết giáo trình Trung Bộ Kinh mà chúng ta có thể trở lại bài kinh đầu, và trở lại bài kinh đầu với cái cách, với cách mà chúng ta đang giảng trong thời gian khoảng nửa giáo trình vừa qua đó, để chúng ta có được một cái giáo trình hoàn chỉnh. Thật ra thì thời gian ban đầu chúng ta giảng Trung Bộ Kinh đó, mười mấy bài kinh đầu nó vẫn chưa có được đâu ra đó, tức là chúng ta có thay đổi nhiều cách trình bày và cách giảng. Nhưng mà sau thời gian ổn định thì chúng ta có một cách giảng Trung Bộ Kinh lợi lạc hơn. Hoặc giả là chúng ta đi vào một giáo trình mới, thí dụ như là chúng ta đi vào giáo trình Tương Ưng Bộ. Giáo Tương Bộ cũng là một cái bộ kinh mà chứa đựng rất là nhiều những cái giáo lý mà lợi lạc cho quý Phật tử học trong đời sống hàng ngày. Hoặc giả là chúng ta có thể có một đề nghị gì khác, Chư Tăng có thể tạm thời nghĩ ra. Thì trước nhất là để kính thỉnh ý kiến của Chư Tăng xem quý ngài như thế nào. Và rồi sau đó thì chúng ta sẽ bước qua phần 2, tức là chúng ta nói về cái phương pháp giảng dạy. Trước nhất xin kính thỉnh Sư Tọa Tuệ Siêu. Không biết Sư Tọa Tuệ Siêu có cái ý kiến gì về việc là về giáo trình nào mà Chư Tọa nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục sau giáo trình Trung Bộ không? Kính thỉnh Chư Tọa. Dường như Thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng hay Thượng tọa Tuệ Quyền, tọa Pháp Tân, có vị nào có ý kiến gì trong chờ đợi Thượng tọa Tuệ Siêu không? Thì xin thỉnh quý ngài. Dạ, kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Thấy Thượng tọa Tuệ Siêu đưa ra kính thỉnh Thượng tọa.
Sau khi chúng tôi nói rồi, sẽ cùng thỉnh thượng tọa Tịnh Quyền và tiếp tục chư tăng quan hỷ đóng góp ý kiến cho giáo trình sắp tới. Thực ra thì hôm nay chúng tôi cũng biết là thượng tọa Vĩnh Đẳng có triệu tập chư tăng giảng sư, chư vị giảng sư trong rung để họp bàn về cái giáo trình chuẩn bị sau khi kết thúc Trung Bộ. Thực ra thì bây giờ như thế này, chúng ta hãy rà soát lại xem tôi bắt đầu từ cái bài kinh nào mà chúng ta có được giáo trình như ngày hôm nay. Vì trong cái buổi đầu, theo chúng tôi được biết thì cũng có cỡ khoảng chừng 7 bài kinh hay 10 bài kinh mà chúng ta không có học, chúng ta không có trình bày một cái giáo trình như là bây giờ. Nếu như chư tăng thấy là cần phải cho có một giáo trình hẳn hồi thì chúng ta nên quay lại với 5-7 kinh đó để chúng ta sắp xếp. Cho đến khi nào mà chúng ta nối ráp lại được với những bài kinh sau này thì lúc đó chúng ta sẽ đi vào cái giai trình mới. Cái việc thứ hai đó là đối với giáo trình mới, chúng ta thử xem, vì tiểu bộ kinh có những tập của 115 tập mà chúng ta chưa học tới, chẳng hạn như là Mahadisa, Chu Lệnh Đề-sa, Apa-na-đa-na hay cái bài kinh Patisamphidha-mạc-gá, cái tập giải đạo. Những cái tập đó chúng ta chưa có, chúng ta chưa có dịp nào để chúng ta giảng dạy xem có nội dung như thế nào. Khi mà chúng ta dạy thì tự nhiên chúng ta nhớ, chúng ta hiểu. Còn khi mà chúng ta không có dạy, có khi nào chúng ta đọc cho hết cái bộ kinh được? Thì như vậy đó,
sau khi mà chúng ta học hết trung bộ kinh, chúng ta quay lại, chúng ta dậm ván những cái bài đầu để cho nó được tròn. Sau đó chúng ta sẽ học về một trong hai bộ tiểu bộ kinh thuộc về tập Pratisamvada Magga, Vô Ngại Giải Đạo, hoặc là chúng ta học tương ứng bộ kinh cái đó, thì chúng tôi chỉ đưa ý kiến thôi, còn cái sự quyết định là do chúng ta. Nhưng mà cái phần Pratisamvada Magga nè, nó lại có cái là mỗi một vị ấn sư chúng ta đòi hỏi phải có đủ cái tư liệu, và sách đó được dịch ra với thượng tọa chánh thân. Không biết là trong tủ sách của các vị ấn sư chúng ta có đủ hay không. Còn nếu không, nếu mà trở ngại cái gì đó vì không có tư liệu nhiều, chưa có in ra nhiều, thì chúng ta cứ học tương bộ kinh. Sau trung bộ kinh thì chúng ta học tới tương bộ kinh, như khi nãy thượng tọa Diên Đẳng nêu. Chúng tôi xin có bấy nhiêu lời là mua một thầy nhỉ. Sa thú kính thỉnh thượng tọa từ siêu thượng tọa thượng quyền, thượng tọa cái ý kiến gì xin kính thỉnh thượng tọa, và kính thỉnh thượng tọa thượng quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thú hồn kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ kỳ siêu thần thông nhất đẳng, ân tập pháp đăng tập pháp tăng tâm đản, để được phật tử được tu trì cùng sự minh thông. Thầy chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như mà nói trên như lời sư phụ Thế Siêu đã nói, quả thật nếu chúng ta xong trung một kinh mà đi qua mà chịu bộ không phải là một vấn đề đơn giản. Có nhớ không lầm thì chính thân ân cũng chưa có đủ. Và nếu mà giải đó mà nó có cái Samvida của ngài giải đạo đó mà để mà thực hiện thì không phải là một chuyện đơn giản. Và những cái lý pháp ở trong đó, không phải chúng ta nói một cách tức là có một cái kiến văn chung chung hay là phổ thông mà chúng ta nói được. Thì điều này con phải nói rằng là con nghĩ rằng là phải có một cái có một sự thống nhất với ngài, khi mà đã có một cái phương hướng rõ ràng. Dạ, tỉnh sư phụ đi nghỉ trước được. Dạ, dạ, một phần. Còn cái lý thứ hai nữa thì phải nói rằng trung bộ kinh đó, nếu mà chúng ta thiết lập nó lên nó thành một cái bản kinh, mà cái nội dung mà chúng ta có một cái giáo trình, cái giáo trình này chúng ta để lại cho đời, để lại cho đời sau, hay là nó là một cẩm nang cho chính các vị pháp sư, rất là căn bản. Và mong rằng thiết nghĩ rằng là nếu như Phật tử nào trên rung có thể chúng ta thiết lập lại những cái chương trình đó, cái giáo trình đó để có thể là in ra. Quý vị nhớ lưu lại những cái đó, những cái lời giảng và những cái lời chú thích, thì những cái đó thí dụ như in ra được thì nó là một cái những cái chú giải hay là những cái điều mà rất là tốt. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta nhiều khi là có một số vị mà cầm trung bộ, và đặc mà là trung bộ mà giảng thì cái đó hơi tự quá tự tin một cách tức là không có tôn trọng pháp bảo một cách chính chắn. Đây chính là con, cho nên vì vậy nếu con nghĩ rằng là lặp lại trung bộ kinh một lần nữa thì điều đó cũng mang đến an lạc cho đại chúng, và nó cũng là để một cái phương hướng tương lai như những gì mà chúng ta đang làm đây. Mà nếu như quay lại trung bộ kinh chỉ 150 rất là lẹ, nó chỉ một vài tháng là
xin lỗi, chừng 152 ngày thì cũng chừng 6-7 tháng là chúng ta đã kết thúc. Mà chương trình của chúng ta, chương trình nó mãi mãi mà. Yeah. Thì nó rồi cũng sẽ đi tới. Và những gì mà chúng ta chưa hoàn thì chúng ta chuẩn bị cho nó được hoàn bị. Những gì mà chưa được tốt thì chúng ta chuẩn bị cho nó tốt. Chẳng hạn như là, như mà Thượng Tọa nói, tức là hoàn thành lại cái giáo trình. Thì đây chính là cái ý của chính con như vậy. Còn cái nếu như mà tiến qua một cái bước thứ hai đó, để mà chúng ta có giáo trình mới của Tương Ưng hay là Tiểu Bộ, thì cái điều này nó phải là một cái điều căn bản nữa. Chẳng hạn như là Tương Ưng, nó những cái pháp nó giống giống, nó tương ưng với luật, nó tương ưng với lý pháp của Vi Diệu Tạng, hay là tương ưng với bài kinh này bài kinh nọ của Thường Bộ, của Trung Bộ, vân vân, thì nó sẽ có những cái lý thì nó tương đối thôi, chúng ta gọi là tương đối thôi, chứ nó chỉ phẩm chư thiên thôi, nói cũng đủ là muốn chết. Tại vì có thể nói rằng là con đã đi dạy ở mà dạy xuyên qua về Tiểu Bộ và Tương Ưng Bộ đó, thì con mới thấy mình không thể nói tầm bậy được, mình không thể nói lung tung được. Và nếu như vậy mà phải nói đúng cái kinh văn thì phải chuẩn bị một cách tức là tốt đẹp đàng hoàng, mà như lời sư phụ Tư Siêu hồi nãy đã nói, tức là chúng ta phải tư liệu mới được. Đó là một việc. Việc thứ hai là phải nói chuẩn xác. Thì ở đây chính là vì vậy cho nên theo ý con thì trên tinh thần của chính con thì con nghĩ rằng đi lại Trung Bộ Kinh, học lại Trung Bộ Kinh để hoàn tất, mà chúng ta không cần phải chỉnh sửa nữa, mà chúng ta đi lại Trung Bộ Kinh. Thì cái điều này nó làm thứ nhất là cho nhẹ gánh cho Thượng Tọa Giác Đẳng và Sư Phụ Tỳ Siêu một chút xíu, coi như trong một thời gian chút xíu, và những thời gian đó sẽ có những phương hướng để thiết lập cho cái chương trình tương lai của Tiểu Bộ và của Tương Ưng Bộ nó được hoàn bị, nó được tốt đẹp. Và đây chính là cái ý kiến của con như vậy. Và cũng mong rằng quý ngài sẽ có một cái giáo trình để cho đại chúng có một cái kim chỉ nam, có một cái phương hướng để mà tu học trong tương lai. Và con kính đảnh lời quý ngài và chào quý vị. Và tiếp theo kính cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quay trở lại. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thượng Quyền. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng nha, Thượng Tọa có ý kiến gì, xin kính lên Thượng Tọa. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ được tam bảo, kính lễ Thượng Tọa Tế Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tế Quyền, Thượng Tọa Tăng. Để được Pháp Tịnh, để được liên thông với chư Tôn Đức Tăng, kính chào vậy của chúng tôi thân giả Phật tử. Thì như là Thượng Tọa Tự Quyền nói, nhưng mà thật sự thì cái phần để mình học lại kinh Trung Bộ thì con thấy nó cũng hay. Điều thứ nhất là kinh Trung Bộ cũng chỉ có 152 bài thôi, thì nó cũng khoảng chừng 5 tháng là mình học xong. Và cũng để sẽ có cái tiếp tục cái tư liệu sau khi mà mình nói 5 tháng rồi mình học tiếp về Bồ Tát Thích Samvitta Mắt Giác hoặc là cái kinh Tương Ưng Bộ thì con nghĩ nó cũng được. Và thật sự thì Tương Ưng Bộ thì có lẽ là mình học thì có những bài nó cũng giống giống nhau, nó chỉ khác nhau một chi pháp và hai chi pháp thôi. Thì con nghĩ rằng cái kinh Tương Ưng Bộ, nếu mà có dịp mà sau cái giáo trình Trung Bộ mình học lại thì mình học Tương Ưng Bộ cũng được. Riêng bộ Bát Tí Sa Mít Ta Mắt Giá thì con nghĩ rằng nó cũng quá cô động, và mỗi câu như vậy lý pháp cũng rất là nhiều. Cần phải có cái giáo trình hoặc là cần phải có sự góp ý của quý thượng tọa để các vị giảng sư làm cái sườn để mà giảng theo. Thì con nghĩ cũng cần phải có thời gian. Còn nếu mà học về Tương Ưng Bộ thì con nghĩ rằng cũng được. Tại vì Tương Ưng Bộ thì cũng có những cái bài pháp mà nó khó, nhưng mà cũng có những cái chi pháp cũng rõ rệt. Nhưng mà khó thì chỉ là cái phẩm
cái phẩm chư thiên thì thấy có nhiều cái ẩn dụ, mà nhiều cái lý pháp ẩn dụ mà phải có phần chú giải mới tìm hiểu được cái đó. Thì con nghĩ rằng nếu có thượng tọa thì siêu, thượng tọa giác đẳng, thì những phần đó cũng sẽ gợi ý các vị giảng sư sẽ hiểu và giảng thôi. Thì con nghĩ cũng được. Nếu mà học lại trung bộ cũng được, mà nếu không học trung bộ mình học tăng chi bộ cũng được. Riêng về cái bộ bát tí sa mê a mắc giá thì con nghĩ rằng chắc cũng phải đòi hỏi cái sự huấn luyện qua những cái kinh bộ rồi mới có thể học được cái bộ bát tí sa mê a mắc giá, vì cái bộ này cũng rất là khó học. Theo chi pháp cũng rất là khó mà tiêu. Thành ra con nghĩ chắc phải cần phải củng cố thêm. Thì thật sự thì cái gánh nặng nhất thì là cũng chỉ là thượng tọa tệ siêu và thượng tọa giác đẳng thôi, chứ còn tụi con giảng sư thì cũng cứ ỷ lại các vị có những cái kiến thức quảng bác hơn, thành ra cái ngày sẽ có cái sự hướng dẫn. Nên con nghĩ rằng gánh nặng cũng chỉ là hai vị có gánh nặng nhiều, trong khi thì tụi con thì để đóng góp chia sẻ cái gánh nặng đó thôi, chứ cũng không phải là cái người chèo chống gánh nặng chính thức. Thì con có vài cái ý kiến như vậy thôi. Thì theo con thì cái phần quyết định thì cũng vẫn là thượng tọa, hai vị thượng tọa thôi, chứ còn tụi con chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, con xin hết. Sa thúc quyết định thượng tọa pháp đăng. Đại đức pháp tính, Đại thức Pháp Tính có bảo trứng máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh Đại thức Pháp Tính tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi Đại thức Pháp Tính. Đại thức Pháp Tính có ở trước máy và nghe được không? Có lẽ Đại thức Pháp Tính không nghe được. Xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Dạ, xin ý kiến của sư Nguyên Thông. Dạ, kính thưa sư phụ, con vừa nghe sư phụ Pháp Đăng trình bày thì con thấy con thuận hợp với sư phụ Pháp Đăng là vì trong này thì lỗi lạc nhất là sư bá với sư phụ, chứ còn chúng con chỉ là những người nghe thôi. Cho nên là học được bao nhiêu là học được bao nhiêu đó. Cho nên là những điều mà sư bá với sư phụ dạch ra thì chúng con sẽ nghe theo và học hỏi từ sư phụ. Đó là con chỉ biết là như vậy thôi. Xin cảm ơn sư phụ đã hỏi thăm và chân thành tri ân chư vị lắng nghe. Con xin kính mời người kế. Chư Vân Ngơ, Đại thức Pháp Tính, kính thưa sư Tuyên Nguyên Thông, Đại thức Pháp Tính có ý kiến gì không? Nếu Đại thức Pháp Tính đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Đại thức Pháp Tính. Có lẽ Đại thức Pháp Tính không nghe được. Bây giờ thì xin được, không biết là quý Phật tử có ý kiến gì thì quý vị phân thị cho biết. Nãy giờ theo lời của Chư Tăng thì chúng ta có một cái kết luận chung chung là sau khi chúng ta học hoàn tất 152 bài kinh thì chúng ta sẽ trở lại để xem những điều thứ nhất là chúng ta chuẩn bị tốt lại cái giáo trình cho nó đồng bộ. Nếu mà chúng ta để ý cho kỹ thì từ bài kinh số 1 nhất thiết kinh căn bản pháp môn cho đến bài kinh này thì trên phương diện trình bày chúng ta đã có 3 cách trình bày khác nhau. Và có lúc chúng ta chú trọng như một cách toát yếu, chứ chúng ta không có đi vào trong chánh kinh. Và cảm ơn cô Lan Nhà Nguyệt và quý vị quan nghĩ thọ về trung bộ kinh. Có lúc thì chúng ta ghi lại, chúng ta chỉ nêu lại những cái đoạn văn chính mà chúng ta không ghi lại toàn bộ kinh. Nhưng mà phần cuối từ cách đây khoảng chừng hơn 30 bài kinh trở lại đây thì chúng ta đã có một cái cách để là chúng ta dùng trọn bài chánh kinh, không có lược bớt nhiều.
Và cũng có điều hoan hỷ trong thời gian gần đây là có thêm đại đức Tự Tri vào. Thì nếu quý vị nào mà theo dõi thì quý vị thấy đại đức Tự Tri đã chuẩn bị kỹ cho ta. Ngoài cái tài liệu của Đương Phật Pháp Buddha-rama, còn tài liệu của Thượng Minh Châu, của Ni Sư Trí Hải, của phần Chánh Kinh Bali, của phần Sớ Giải, điều đó rất là tốt, là một cái tư liệu tốt. Nếu mà chúng ta trở lại mà làm như vậy đó thì toàn bộ giáo trình tu bộ kinh nó sẽ được đồng bộ. Đồng bộ nghĩa là trước sau có cách trình bày giống như vào một. Và kể ra là một cái tư liệu rất là quý đó, rất là quý cho tất cả mọi người. Nên bây giờ thì hỏi Đại Đức Tự Tri rằng Đại Đức Tự Tri có ý kiến gì không? Và Đại Đức Tự Tri có hoan hỷ để giúp làm lại những cái bài kinh trước đây của Trung Bộ Kinh giống như là chúng ta đã làm trong thời gian qua những bài kinh gần đây không? Thì như vậy chúng ta sẽ có một tài liệu tương đối là đồng bộ. Xin thỉnh Đại Đức Tự Tri. Không biết Đại Đức Tự Tri có nghe được không? Có lẽ Đại Đức Tự Tri không có ở trước máy thưa quý vị. Dạ như vậy thì dạ thỉnh Đại Đức Tự Tri. Cho con kính lên lễ chúng ta giúp đăng chúng ta thầy quyền chúng ta phúc tâm chúng ta phúc đăng để được phúc tính kính chào các cô thầy nói chào chào các phật tử. Dạ theo lời của thầy nói giúp đăng thì con đồng ý con sẽ làm tiếp tục cái giáo trình đó. Dạ con chỉ có một lời như vậy thôi. Dạ. Cảm ơn Tự Tri. Thưa quý vị, ở đây là một vài cái gợi ý mà chúng tôi sẽ nêu ở đây, không nhất thiết là cho ngày sắp tới, nhưng mà nếu Chư Tăng và quý Phật tử có thể thấy được, nhưng có mặt của một số Chư Tăng quý vị ở đây, xin được hỏi Đại Sư Pháp Tính, Đại Sư Pháp Tính có mặt trước máy và nghe được không? Dường như Đại Sư Pháp Tính không có nghe rõ thì phải. Dạ xin thỉnh ý kiến của Đại Sư Pháp Tính, sau đó chúng tôi xin có một vài thêm một vài ý kiến. Kính thỉnh Đại Sư Pháp Tính. Dạ Nam Mô Bổn Sư. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Chúng tôi Minh Hành, Đại Đức Tự Tri cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Dạ, còn sám hối với Chư Tăng cáo lỗi với mọi người. Lúc nãy con vừa bước ra ngoài để khóa cửa, khóa cổng chùa. Lúc ngồi ở đây thì con thấy mấy vị đang thảo luận. Khi con bước ra thì quay lại thì mới biết Thượng Tọa đã kêu còn hai lần rồi. lúc đầu thì con nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền ý là muốn học lại Trung Bộ Kinh, rồi Thượng Tọa Đăng thì mà cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà theo con nghĩ thì Thượng Tọa Giác Đẳng còn làm chủ lực chắc phải nhiều năm nữa.
Thành ra đó, con nghĩ rằng là với cái kinh nghiệm của Thượng Tọ đó, và cái tài của Thượng Tọ nữa, thành ra con nghĩ rằng là bây giờ có lẽ các vị đã đưa ra cái ý kiến như vậy rồi đó, thì bây giờ tiếp theo là cái ý kiến của Thượng Tọ. Tại vì bây giờ cái chương trình học Trung Bộ thì Thượng Tọ cũng phải soạn lại, rồi cái chương trình để mà học về Tiểu Bộ hay là Tăng Chi đó, thì Thượng Tọ cũng phải soạn lại cái giáo trình. Có nghĩa là hôm nay học cái một bài hay là nửa bài, hôm nay học đoạn hay là hai đoạn gì đó, vân vân, thì Thượng Tọ cũng cũng phải sắp xếp. Thành ra con theo cái ý con, bây giờ con nghĩ rằng nếu mà Thượng Tọ thấy cái bộ giáo án nào đó thích hợp học lại thì cũng được, học cái giáo án mới, cái giáo trình mới thì con nghĩ cũng tốt. Tại vì trong cái thời gian này mình tranh thủ khi mà các vị Thượng Tọ lớn còn cái sức để mà thuyết giảng, để mà cống hiến cho tất cả mọi người, thì con nghĩ rằng sẽ tranh thủ ở trong cái thời gian này. Chứ thật ra thì khi mà con lên trên cái lớp học này, con thấy cái cách tổ chức của Thượng Tọ rất là quan, con rất là quan hỷ, nhất là những cái chương trình mà ngày xưa Thượng Tọ có soạn ra câu đố vui, rồi câu trả lời, câu thảo luận, hoặc là cái chương trình cái tin tức về Phật học ở thế giới vân vân, thì con nghĩ rằng sau này chắc cũng phải học hỏi nhiều ở nơi Thượng Tọ, vì có thể sau này thì Thượng Tọ hoặc là trong những vị giảng sư thì sẽ có thể là mình do cái sức khỏe thành ra không có làm được cái thời gian dài, chỉ làm được ở trong một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi đầu thôi, chứ không có làm được dài như hồi trước giờ. Thành ra do những cái lý do, cái lý do này đó, con mong Thượng Tọ sẽ có cái hướng nào Thượng Tọ thấy tốt thì Thượng Tọ sẽ tiếp tục để mà cống hiến. Chúng con thì cũng vào để giảng và tiếp tục học hỏi thêm những cái gì mà nó thuộc về kinh nghiệm của các cái bậc đi trước, thì sau này lấy cái đó để mà duy trì, con thấy cái điều đó nó sẽ tốt hơn. Cũng như ở trong cái room pháp cú đó, thì thật sự ra thì bây giờ mấy vị đã có cái đường lối như vậy rồi, thì mình chỉ mình duy trì thôi. Bây giờ mà Thượng Tọ mà đưa ra những cái giáo trình, cái chương trình gì mới đó, thì vừa giảng vừa dạy vừa học, sau này có thể mình có nhiều cái cách để mà mình duy trì cái lớp học tiếp theo. Vậy thì tóm lại, cái ý của con muốn, cái con thấy sẽ thích do đọc. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọ trở lại. Sao thúc cái chuyện để được pháp tính. Bây giờ thì có một vài điều xin được trình bày tại đây. Là trước nhất là sau cái giáo trình Trung Bộ đó, chúng ta sẽ có một ngày để chuyển sang chương trình bổ túc của Trung Bộ. Và rất là mong Đại Đức Pháp Tính sẽ giúp một việc là vào ngày đó Đại Đức Pháp Tính thỉnh Sư Huệ Tiến hay là một vài vị nào đó. Trong cái thời gian qua có một cái chương trình sinh hoạt đặc biệt và có một vài lần thì thấy một điều rằng Đại Đức Pháp Tính và Chư Tăng tụng kinh rất là tốt. Chúng ta có một cái phần tụng kinh trước khi mà chánh thức vào trong room, cái lời kinh đó đã tụng cũng mười mấy, gần 20 năm rồi. Và lúc đó thật sự những người tụng, họ tụng không có đồng bộ. Nhưng mà chúng ta cứ dùng như vậy, thành ra sẽ gửi cho Chư Tăng một bản kinh tụng, và mong rằng thí dụ như trong một tuần 7 ngày
thì có một ngày mình tụng kinh Từ Bi, ngày tụng kinh Tam Bảo, Hạnh Phúc, ngày tụng kinh Tam Bảo, ngày tụng kinh Chữ Pháp Luân, v.v. Thì có 7 cái bài kinh và 7 tuần lễ. Thì Chư Tăng Khoa Kỷ giúp tụng dục. Và rồi những cái đó sẽ được phát lại mỗi tuần lễ. Thì nếu đầy pháp, pháp tính Khoa Kỷ cứ thỉnh Chư Tăng giúp, giúp để có một cái phần tụng kinh như vậy, có cái lời kinh Chư Tăng tụng thường xuyên trong rung rất là tốt. Và Đại Đức Thầy Tri Quan Hỷ giúp dùm đó, là chúng ta còn 22 bài kinh nữa thì chúng ta hết trung bộ kinh đó. Thì bây giờ Đại Đức Thầy Tri Quan Hỷ giúp cho gửi cho 10 bài kinh đầu tiên của trung bộ kinh, từ bài kinh Căn Bản Pháp Môn đó. Và 10 bài kinh đầu tiên mà được chuẩn bị giống như Đại Đức Thầy Tri chuẩn bị hàng ngày bây giờ vậy đó. Tại vì nếu chuẩn bị sớm đó, thì sẽ soạn lại sớm và gửi đi tự tri. Khi mà đệ tử tự tri có rồi đó thì đệ tử tự tri có thể chuẩn bị cho Chư Tăng và chuẩn bị cho quý Phật tử. Thì cũng phải nói đệ đức tự tri là một vị rất là chịu khó, và chịu khó, cái sự chịu khó đó chúng ta đang cần một người chịu khó chuẩn bị tài liệu, chịu khó gửi trước, thì như vậy mọi người sẽ không có ai lúng cũng, không ai bị vội vã hết, tất cả mọi người đều có đầy đủ tư liệu làm được. Thì nếu nhận được những bài để Đức Thầy Tri đã chuẩn bị rồi sẽ bổ túc vào phần đầu, tức là soạn lại những cái ý chính đó. Những ý chính nào mà có thể gửi sớm đó. Thì mỗi lần gửi như vậy, gửi Chư Tăng 10 bài, các vị giảng sư sẽ biết rõ và mọi người sẽ biết rõ cái công việc tới đâu mà chúng ta làm tới đó, thì như vậy công việc sẽ sớm hơn. Đó là một điều rất là tốt. Thưa vì chúng tôi cũng đang có một vài cái suy nghĩ mà có lẽ trong tương lai, sau khi mà trung bộ kinh hoàn tất phần bổ túc, thật ra nếu mà ở trong 2 giờ đồng hồ sinh hoạt mỗi ngày mà chúng ta có được khoảng 5 phút, 10 phút để tu tập. Và để tu tập, ví dụ như niệm hơi thở, hay là tu tứ niệm xứ, hay là mình niệm lòng từ, hay quán tưởng vì niệm vì sự chết, vân vân, mà chúng ta có tu tập thì nó cũng lợi lạc lắm. Nhưng mà thật ra chúng tôi vẫn chưa có tìm được một cái thời điểm nào mà thích hợp. Nhưng mà nếu mà mỗi một ngày mà chúng ta có được nửa giờ, xin lỗi, có 20 phút hay là 10 phút ở trong cái chương trình tu tập thì như vậy rất là hoan hỷ. Điều thứ hai nữa đó là chúng tôi cũng đang nghĩ bàn với Chư Tăng đó, là thay vì dạy trọn một tuần lễ 7 ngày có một giáo trình thôi, thì chúng ta sẽ dạy 2 giáo trình hoặc 3 giáo trình. Lấy ví dụ như là chúng ta có dạy về bộ Patisamphida, tức là bộ phân tích luận đó, thì bộ đó tương đối là hơi ly di một chút. Thì chúng tôi sẽ phụ trách một ngày, Thượng Tọa Đại Sư phụ trách một ngày, và còn 5 ngày còn lại đó là giảng trung bộ. Và giảng trung bộ để chúng tôi hỏi Thượng Tọa Đại Sư qua Thượng Tọa có đồng ý làm như vậy không. Bởi vì nó có điểm như vậy là nếu mà chúng tôi và Thượng Tọa Đại Sư có thể dạy xen kẽ đó, dạy xen kẽ thì Chư Tăng có thể hướng dẫn lại những trung bộ kinh, thì như vậy chúng ta có thể học được cả 2 giáo trình, chứ không nhất thiết là mình chỉ học lại giáo trình trung bộ kinh mà thôi. Và đó cũng là một cái ý kiến. Và cũng có thể là chúng ta dạy qua tương ưng, nhưng mà ngoài tương ưng ra thì chúng ta có giáo trình dạy về vô ngại giải luận, vô ngại giải đạo. Đó là cái ý kiến của chúng tôi. Đúng ra thì chúng tôi vẫn có một cái tha thiết là có một chương trình dạy vi diệu pháp. Dạy vi diệu pháp, giả sử như trong 7 ngày thì có được 2 ngày dạy vi diệu pháp và A Di Đà thì rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi chưa biết rõ là dạy A Di Đà ở trong room như vậy mà không có học cụ, không có hình ảnh, và quý Phật tử chưa quen thì quý Phật tử có học được hay không. Thì có lẽ là chúng tôi sẽ làm một vài thí nghiệm trong một vài tháng
giờ một vài tháng có thể học vi diệu pháp một tuần một lần hay là hai lần gì đó. Chúng ta đa dạng hóa cái giáo trình học thì nó có cái lợi là quý vị học được nhiều, nhưng mà nó cũng có một cái điểm là đôi khi mình lại không có theo dõi liên tục được, không tập trung liên tục. Như thí dụ chúng ta học trung bộ kinh chẳng hạn, nhưng mà chúng ta nghĩ cũng không đến nỗi, không có sao, để chúng tôi cố gắng để bàn lại với chư tăng, và nhất là để Đức Thầy Tri thử coi cái việc mà chuẩn bị giáo trình như vậy nó có làm bận lòng các không. Thưa quý vị, cách làm việc của chúng ta lâu nay đó, mà chúng ta làm được việc và làm kéo dài được lâu dài, đó là do đông đảo chư tăng. Quý vị thử tưởng tượng một cái trung sinh hoạt như vậy trong 20 năm qua không có cái sự góp mặt đông đảo chư tăng thì rất là khó để chúng ta có thể sinh hoạt dài hạn được. Và đông đảo chư tăng á, thì nó phải có cái gù máy. Một cái gù máy nghĩa là tất cả mỗi chúng ta là một cái bộ phận để vận hành, chứ không thể là một người mà thầu hết được. Và cũng làm sao mà tất cả mọi người đều sẽ đóng góp được. Khi mà mình muốn làm việc như một cái gù, một bộ máy đó, thì mỗi người phải có một cái sự góp phần nhịp nhàng, cái này liên kết cái kia trợ cho cái nọ, hơn là làm việc từ cá nhân. Và đây là một cái điểm mà chúng tôi cố gắng. Quý vị biết là chúng tôi sinh hoạt giáo hội Đông Thống Nhất, sinh hoạt của chư tăng Việt Nam và sinh hoạt nhiều lĩnh vực, thì chúng tôi thấy rằng cái khó nhất của những nhà sư, những tu sĩ Phật giáo đó là hợp tác làm việc. Chư tăng mà ngồi lại mà tụng kinh thì dễ, nhưng mà ngay cả thuyết pháp cũng hơi khó rồi, thuyết pháp một pháp hội là cũng khó rồi, mà cùng làm việc với nhau khó lắm, tại vì mỗi người một ý và ít có khi nào làm việc trùng hợp với nhau. Và nhiều lần chúng tôi nói với quý vị rằng chư tăng 5-7 vị mà cùng nhau làm việc gần 20 năm, hơn 20 năm thưa quý vị, 21 năm rồi, 21 năm mà làm việc một cách nhịp nhàng với nhau như vậy là kể ra cũng là một kỳ tích đó, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà chúng ta đã làm được việc đó trong thời gian 20 năm qua, thì chúng tôi rất là hy vọng rằng trong thời gian sắp tới đó, chúng ta có thể tiếp tục cái đà này. Nếu mà chư tăng làm việc mà chỉ có một người, một vị thôi, thì làm việc về dài hạn cũng khá đâu. Ở trong thế giới anh hùng cá nhân thì nhiều lắm, nhưng mà cá nhân chúng ta có làm được nhiều việc, mà cái việc mà làm tốt đó, thì chúng ta phải có một cái sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Kết hợp nhuần nhuyễn ở đây chúng tôi muốn nói rằng trong cái việc làm việc đó thì mỗi vị đều có đóng góp, đều có cái sự tương kính, tương ái, tương nhượng, tương trợ lẫn nhau, thì chúng ta cùng nhau làm việc thì công việc nó mới đi về lâu về dài. Và do vậy nói chung là cái việc mà sinh hoạt của Trung Phổ Hóa Bồ Tát Đa Ma đối với chúng tôi, mặc dù đối với quý Phật tử thì bầu rung nghe pháp như nghe pháp thôi, nhưng mà nếu quý vị nào để ý thì quý vị thấy rằng mỗi một ngày mà có 5-3 chư tăng, có khi 7-8 vị mà cùng có mặt để chia sẻ với nhau mỗi vị một chút, nó là một cái pháp hội rất là hiếm có, thưa quý vị, rất là hiếm. Chúng ta rất là dễ đi mỗi ngày có một vị, nhưng mà nhiều vị cùng làm việc với nhau thì cái chuyện đó nó không phải dễ dàng. Và chúng tôi cũng phải nói một điều rằng đối với chúng tôi thì đây là cái nhìn cá nhân, không phải chúng tôi muốn làm vị lo lắng, nhưng mà hiện nay đó chúng ta đang đối diện với ba cái viễn ảnh mà có thể chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta cần chuẩn bị nhiều về mặt tinh thần cũng như là về những cái chuyện cụ thể. Thứ nhất là đại dịch Corona, cho đến giờ phút này thì nó vẫn còn đó, và mỗi ngày cái mức độ lây nhiễm nó đã trở nên rất là rộng lớn. Nó rộng lớn đến nỗi người ta chán nản, người ta không muốn nhắc đến con số nữa. Ví dụ ở Hoa Kỳ đã có 100.000 người chết và 1.700.000 người lây nhiễm. Về con số 1.700.000 người lây nhiễm là những người đã được kiểm nghiệm và xác nhận là có dương tính. Nhưng mà số người bị lây nhiễm mà không có triệu chứng và không có không được xét nghiệm thì con số đó theo các chuyên gia ước tính gấp 10 lần. Có nghĩa là tại Hoa Kỳ chúng ta nói con số gần 20 triệu người đã bị lây nhiễm mà chúng ta không biết. Và mùa thu này theo các chuyên gia đó,
thì dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại. Dạ, dịch bệnh phổ trở lại và chúng ta rất cần để chuẩn bị cho một đời sống tu học trong thời kỳ dịch bệnh. Nói thẳng ra là chúng ta không biết rằng qua cái khi mà cái thuốc chủng ngừa bệnh dịch corona được đưa ra thị trường và chúng ta được an toàn, thì từ đây đến đó không biết có ai có bị lây nhiễm hay không, và có ai trong chúng ta là người ra đi chúng ta không nói được. Dạ, chúng ta không nói được. Bây giờ là lúc tốt, rất tốt để chúng ta tu tập, đặc biệt là trong cái điều kiện cách ly mà tu tập được thì chuyện đó chuyện rất là tốt. Và việc khác nữa, thưa quý vị, chúng ta phải đối mặt với cái sự khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế không phải là chỉ có quý Phật tử bên ngoài, mà ngay các chùa chiền. Các chùa chiền bây giờ đó là phải đóng cửa hay là mở cửa với một cái hạn chế tối đa. Và nói về lâu về dài thì kinh tế của các chùa sẽ cạn kiệt. Và bây giờ hầu như tất cả những gì mà thuộc về tài chính chi tiêu chúng ta phải giảm thiểu ở mức tối đa lại. Và thật ra ở tại Hoa Kỳ đã có 40 triệu người, và 40 triệu người bị thất nghiệp ở trong thời gian hơn 2 tháng rưỡi qua. Và con số đó nó sẽ tiếp tục gia tăng. Và cái sự khủng hoảng toàn cầu là một chuyện chắc chắn. Và chúng ta không có thể nào tránh khỏi. Nó cũng có nghĩa là một cái thời gian mà chúng ta nên chuẩn bị để tốt, không phải chỉ đối diện với cái bệnh, cái nặng lây nhiễm, mà với những khó khăn về kinh tế. Chúng ta phải tu tập thật tốt, tinh thần thật vững, và tìm cái sự an tịnh trong nội tâm. Một người mà có trí tuệ đó là sống trong hoàn cảnh nào cũng cũng sống bằng cái khéo tác ý hay chánh tư niệm. Có khi trong những khó khăn có thể tu tập được, nhưng mà ở trong kinh cũng có nói, ở trong kinh nói rằng có những thời kỳ gọi là tinh tấn phi thời, hay là phi thời tinh tấn, tức là những thời kỳ mà nó khó khăn để chúng ta tinh tấn tu tập. Ở trong đó có thời kỳ chiến tranh giặc giả, thời kỳ đói kém, thời kỳ bệnh dịch, thời kỳ mà tăng chúng chia rẽ, vân vân. Thì chúng tôi không phải để nói đi để tạo nên một sự hoang mang trong quý vị, nhưng mà đôi khi gặp những thời kỳ khó khăn của bệnh dịch, của đói kém, nó có thể là thời gian khó để chúng ta tu tập đó. Thật ra lúc này là lúc mà chúng ta nên chịu khó tập trung để chuẩn bị tư lương, chuẩn bị sự tu tập càng nhiều càng tốt. Và nếu chúng ta có được một cái phương tiện như là Pao Thoát mà gặp nhau mỗi ngày tu học, thì chúng tôi thưa quý vị rằng chúng ta có phước. Có phước là ở chỗ này, là nếu mùa đại dịch này mà không có Pao Thoát, không có Internet, thì có lẽ mà nãy nếu tu thì thưa quý vị chúng ta cũng có lớp Phật Pháp này được. Và Chư Tăng cũng thể gặp nhau mỗi ngày, quý Phật Phật, quý vị cũng thể gặp nhau mỗi ngày được. Thì đại dịch xảy ra trong thời gian này, tương đối chúng ta cũng có phước. Dạ, ngay cả các vị ông bà, các vị cổ đức thời xưa mà gọi là năm châu bốn biển mà gặp nhau một ngày để mà thảo luận Phật Pháp, để mà tu học, không phải dễ. Chỉ khi nào các vị có thần thông, nhưng mà không phải gặp nhau mỗi ngày như chúng ta bây giờ đâu. Kể trường hợp chúng ta cũng trường hợp đặc biệt lắm đó. Chúng ta tận dụng đi. Sau cùng thì thưa Phật tử, chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời gian sắp tới, kể cả sau khi mà đại dịch chấm dứt, thì thế giới này nó sẽ không giống như trước kia mà chúng ta thường thấy. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà có rất là nhiều xáo trộn. Khi mà dầu hỏa xuống ở mức quá thấp, khi mà thế giới này không có một quốc gia, một cường quốc và thực sự lãnh đạo, khi mà thế giới này mà những cái đầu tàu kinh tế đều bị cạn kiệt hết, thì rất dễ dàng xảy ra chiến tranh xung đột. Nói thẳng ra ở trong lúc này đó, sau đại dịch thì không có một cái cường quốc nào, kể cả Hoa Kỳ, Âu Châu, Nga hay Trung Quốc, Ấn Độ, không có một cường quốc nào mà có nhiều cái sức mạnh ngoại trừ vũ khí. Khi người ta có sức mạnh của đồng tiền, người ta sẽ vận dụng sức mạnh của đồng tiền. Khi người ta sức mạnh của văn hóa, họ sức mạnh sử dụng văn hóa. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có một thứ sức mạnh mà ta còn được, sức mạnh của vũ khí. Tại khi họ nói chuyện với nhau bằng vũ khí, bằng bom đạn, thì chiến tranh rất dễ xảy ra. Chúng ta chưa kể một cái việc mà nếu chúng ta xét cho kỹ 10 năm qua đó, thì thiên tai càng ngày càng dữ dội. Không có năm nào mà thiên tai
mà không có gieo rắc những cái tai ương hoạn nạn lớn toàn cầu. Chúng ta phải đối phó đủ thứ vấn đề hết, đủ thứ mọi vấn đề, và đủ thứ mọi vấn đề nên chi, từ thiên tai cho đến khủng hoảng kinh tế, cho đến chiến tranh, cho đến bệnh dịch vân vân. Khi mà nghĩ đến những điều đó thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ trân trọng những giờ phút tu học, những phút tu học mà chúng ta có được như là sinh hoạt ở trong đây mỗi ngày. Chúng tôi phải nói với quý Phật tử một là nếu chúng ta nương tựa vào Phật pháp, chúng ta nương tựa vào cuộc sống tinh thần, và chúng ta nương tựa vào cái trí tuệ chính mình, thì cái sự nương tựa đó nó là sự nương tựa chắc thật. Còn những cái chuyện mà nương tựa vào tiền bạc, vào ngoại thân, vào người này người kia, và kể cả chúng ta nương tựa vào cái sự cầu nguyện, một cái sự phù hộ nào đó, đôi khi quên đi rằng chính cái trí tuệ của chúng ta, chính cái nội công tu tập của chúng ta mới là một cái căn bản mà mỗi người nên có để mà chèo chống qua cái cơn khó khăn này. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi đề cập đến những khó khăn có nghĩa là để chúng ta hoang mang hay để chúng ta sợ hãi, mà chúng ta nên nhìn vào thực tế. Và cái thực tế này thật ra nó không có xa đâu. Và nếu chúng ta nhìn vào những con số, nhìn vào những dữ kiện mà được biết mỗi ngày liên quan đến đại dịch, thì chúng ta thấy rằng vấn đề nó chỉ là hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Ngày hôm nay thưa quý vị, nếu quý vị nào sống ở tại Hoa Kỳ, có những trường hợp là mình mua gạo ở từ Costco hay Sam Wholesale, mà mua họ giới hạn mỗi người chỉ mua được một bao, mỗi member chỉ mua được một bao. Và có nhiều thứ mình mua bây giờ họ cũng muốn tiêu thụ. Những cái nguồn cung ứng thực phẩm nó bị gián đoạn rất là nhiều bởi vì sự lây nhiễm. Và hôm nay thì có rất là nhiều những cái tin tức về những cái tiệm hớt tóc, một người có thể lây nhiễm cả 90 mấy người. Như ở tại Missouri, một tiệm hớt tóc, một người, một cái thợ hớt tóc bị bệnh mà lây nhiễm 96 người. Và có những nơi mà một cái party nhỏ hay là một cái nhà thờ, một cái ca đoàn của nhà thờ cũng lây lan rất là lớn. Có nghĩa là cái sự cách ly xã hội bây giờ nó vẫn cần thiết, nhưng mà người ta không mở cửa thì làm sao mà các cái cơ sở thương mại tồn tại? Và khi mở cửa thì nó có những mạo hiểm lớn chứ không nhỏ. Và điều đó đã ảnh hưởng, nó căng thẳng đến đời sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta không có chịu tu chịu học, chúng ta không có đặt trọng tâm về đời sống tinh thần, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào cái sự trầm cảm, rơi vào sự tinh thần suy nhược, thần kinh suy nhược, rơi vào khủng hoảng nội tại. Tại vì sao? Tại vì một thực tế mà chúng ta phải đối đương đầu thôi. Đức Phật ngài dạy có thể thương lượng được với đội quân thần chất. Và thật ra bệnh lây nhiễm corona nó cũng chỉ là một ở trong muôn ngàn chứng bệnh mà chúng ta chắc chắn phải có, và cái chết nó không chừa ai trong chúng ta, không ai có thể điều địch với đại quân thần chết hết. Đó là về kinh, nên mong rằng chúng ta sẽ tích cực mạnh dạn để đi tới bằng con đường tu học của mình. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của tôi, Phật Pháp Bồ Tát Ma. Kính xin chư vị giảng sư đã vào trình buổi thuyết giảng định lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong những chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nam mô Bụt Thầy, sa thủ lành thầy. Chúng con kính chân thỉnh tọa chân đẳng đã chia sẻ về tình hình đại dịch và đã kết thúc cho chương trình học ngày hôm nay. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát,
nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Thà. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu in hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma Padi on the Nirondarang, Odu Sapar Sumangalang, Rakandu Sapadi Vatan Sapasankarum Vavena.